ha. Ông bà cô chú bác à, coi nè, coi tay con gái gì mà ngồi hả, vừa gác chân vừa banh càng nữa là sao con hả? À, phải phải để chân lên như vậy mới thích hay sao? Khoai tây à? Ơi trời trời, thích gác chân như vậy hả con? Gác chân như vậy nó mới thoải mái ha, thì sao đấy, vừa ngậm đồ chơi vừa gác chân nè, thoải mái không ha? Sao khoai tây không để chân xuống con? Để chân xuống cho nó thùy mị nết na nè, mình con gái mà hả? Hả? Trời ơi, cái thích để chân như là đó. Để chân xuống đi con. Rồi. Để chân xuống nè. Thích gác lên nữa hả? Hả khoai tây? Dạ. Khoai tây ơi, khoai tây có nghe má nói không khoai tây ơi? Khoai tây à, để chân xuống đi con. Khoai tây ơi, dạo này má kêu không thèm bừ hử luôn hả khoai tây? Rồi, đó, đạp ầm ầm ý ý hả? Khoai tây sao dạo này má gọi con không thèm bừ hử gì khoai tây? Cái gì mà dạo này hả, biết nhõng nhẽo là sức mạnh ghê lắm, có chuyện gì mà không có vừa ý là đó. À không không, má vui mà, má giả đò khóc thôi à, má vui mà, má cười nè khoai tây, khoai tây nè, khoai tây má cười nè. Ờ má giả đò khóc mà, má nhại khoai tây má khóc thôi chứ má đâu có phải là má. Ô sao không không, ngồi đây một chút nữa ha. À má làm đồ ăn sáng cho khoai tây mà. Đây là đồ chơi của khoai tây nè, rồi nhõng nhẽo rồi, khoai tây nhõng nhẽo phải không? Khoai tây nhõng nhẽo rồi. Nào không không thèm để ý gì nữa hết á thì lại lại có thể ngồi chơi được, mà mình để ý một chút là bắt đầu nhõng nhẽo đầy ôm, gọi nó ghê lắm. Bây giờ khoai tây hả, ghê ơi là ghê ha. Để cho nằm chơi mình á thì được, mà giả đò tới hả, quan tâm một chút là đòi ôm. Đó. Nằm chơi mình đâu có vấn đề gì đâu. Mà có thể quan tâm một cái là bắt đầu cái đòi ôm nhõng nhẽo.